Xin chào, rất vui khi tôi được gặp lại các bạn trong phần 2 của hành trình truy tìm lời giải cho câu hỏi có phải chúng ta đang sống trong cuộc đại tuyệt chủng thứ 6? Trong phần 1, VFact đã trình bày khái quát về 5 cuộc đại tuyệt chủng trong lịch sử trái đất, từ nguyên nhân hình thành cho đến mức độ suy giảm đa dạng sinh học sau mỗi sự kiện. Chẳng cần phải là một chuyên gia hay là giáo sư tiến sĩ thì bạn và tớ cũng có thể nhận ra rằng các hoạt động của con người đang hủy hoại sự sống ở một tốc độ chưa từng có tiền lệ. Và với thực trạng này thì không thể loại trừ khả năng chúng ta đang sống trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 trong lịch sử trái đất. Còn mà trước khi đi sâu vào nội dung của sự kiện này, xin được lưu ý rằng sự tuyệt chủng trái với suy nghĩ của không ít người là một phần trong quá trình chọn lọc tự nhiên. Các giống loài với những đặc điểm không phù hợp với sự cạnh tranh, với sự thay đổi của môi trường sống hoặc không thích nghi kịp với những sự thay đổi thì có thể tuyệt chủng. Nói cách khác thì tuyệt chủng là một phần tất yếu của sự tiến hóa. Trên thực tế thì trên 99% số loài từng tồn tại trên trái đất thì đều đã tuyệt chủng. Đáng nói đó là tốc độ tuyệt chủng hiện tại đang ở mức cực kỳ đáng báo động. Nó cao gấp từ 100 đến 1.000 lần tốc độ tuyệt chủng nền và cao gấp từ 10 đến 100 lần so với 5 sự kiện đại tuyệt chủng trong lịch sử trái đất. What? À, đến đây thì ta lại có một khái niệm mới, đó là tốc độ tuyệt chủng nền. Tốc độ tuyệt chủng nền, background extinction rate, hay tốc độ tuyệt chủng bình thường, normal extinction rate, được hiểu là tốc độ tuyệt chủng tự nhiên trong lịch sử địa chất và sinh học của trái đất trước khi mà con người trở thành yếu tố chính gây ra các vụ tuyệt chủng. Gọi là tốc độ tuyệt chủng nền, vậy nên dữ liệu này chỉ có thể được xác định trong các giai đoạn bình lặng trong lịch sử trái đất, chính là các khoảng thời gian nằm giữa 5 cuộc đại tuyệt chủng mà VFact đã trình bày trong phần 1. Có 3 phương pháp để tính toán tốc độ hay là tỷ lệ tuyệt chủng tự nhiên của sự sống trên trái đất. Phương pháp đầu tiên cũng là phương pháp đơn giản nhất, chính là xác định số lượng loài thường bị tuyệt chủng trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như là cứ sau mỗi 400 năm thì sẽ có một loài chim tuyệt chủng. Trong phương pháp thứ hai, tỷ lệ tuyệt chủng sẽ được biểu thị bằng đơn vị số loài tuyệt chủng trên 1 triệu loài trong một đơn vị thời gian. Phương pháp thứ ba thì dựa trên tuổi thọ loài trung bình, hay dễ hiểu hơn thì là thời gian tồn tại trung bình của một loài từ khi bắt đầu hình thành loài cho đến khi tuyệt chủng, được xác định dựa trên các bằng chứng hóa thạch. Tốc độ tuyệt chủng nền đóng vai trò như là cột mốc tiêu chuẩn để từ đó xác định xem một sự kiện tuyệt chủng có đang xảy ra hay không. Với tốc độ tuyệt chủng bình thường thì khi một loài biến mất, vai trò của nó trong hệ sinh thái thường sẽ được thay thế bởi các loài mới hình thành hoặc là bởi một loài đang tồn tại. Một sự kiện tuyệt chủng xảy ra như chúng tớ đã trình bày trong phần trước khi mà các loài biến mất nhanh hơn so với chúng được thay thế. Theo website của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vương quốc Anh, sự kiện tuyệt chủng thường được xác định khi mà 75% số loài trên thế giới mất đi trong một khoảng thời gian địa chất ngắn, cụ thể là dưới 2,8 triệu năm. Tốc độ tuyệt chủng nền phổ biến được chấp nhận rộng rãi trong giới khoa học rơi vào khoảng từ 0,1 đến 1 sự tuyệt chủng trên 1 triệu loài mỗi năm. Tuy nhiên, số liệu thực tế lại phũ hơn thế rất nhiều. Dựa trên các bằng chứng hóa thạch, các nhà khoa học ước tính tuổi thọ loài trung bình của động vật có vú rơi vào khoảng 1 triệu năm, cá biệt có những loài tồn tại trong hơn 10 triệu năm. Thế giới hiện có hơn 5.000 loài động vật có vú. Với tuổi thọ trung bình loài khoảng 1 triệu năm, ta suy ra được tỷ lệ tuyệt chủng tự nhiên của riêng động vật có vú sẽ là một loài sau mỗi 200 năm. Tuy vậy, tốc độ tuyệt chủng thực tế của động vật có vú lại lên tới 89 loài trong 400 năm qua, gấp gần 45 lần tốc độ tự nhiên được dự đoán. Đó là chưa kể đến 169 loài khác đang nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp, gần như chắc chắn sẽ tuyệt chủng trong tương lai gần. Theo đài truyền hình PBS của Mỹ, các ước tính dựa trên tốc độ giảm diện tích rừng nhiệt đới cho thấy trái đất đang mất đi khoảng 27.000 loài động thực vật, nấm, côn trùng và vi sinh vật mỗi năm tính riêng cho môi trường này. Phòng khi bạn đang cảm thấy hoang mang vì con số 27.000 loài tuyệt chủng mỗi năm trong các khu rừng nhiệt đới ấy, thì xin lưu ý rằng thế giới hiện có khoảng 8,7 triệu loài, bao gồm 6,5 triệu loài trên cạn và 2,2 triệu loài dưới nước. Trong số này thì 86% số loài trên cạn và 91% số loài dưới nước vẫn còn chưa được khám phá, mô tả và đặt tên.
Với sự suy thoái trên diện rộng của các môi trường sống sở hữu độ đa dạng sinh học cao như là dạng san hô hay rừng nhiệt đới, phần lớn các cuộc tuyệt chủng đang xảy ra trên trái đất được cho là đang xảy ra một cách thầm lặng. Nghĩa là chuyện có những loài cho đến lúc tuyệt chủng vẫn chưa được biết đến bởi con người là hoàn toàn có cơ sở. Cơ mà nói vậy không có nghĩa là tất cả những sự tuyệt chủng đang xảy ra đều nằm ngoài tầm mắt của con người. Trái lại, tốc độ tuyệt chủng hiện tại đã đủ lớn để những thiệt hại mà nó gây ra có thể được quan sát một cách rõ nét bởi con người, một sinh vật với tuổi thọ thường hiếm khi vượt quá một thế kỷ. Một nghiên cứu phân tích các dữ liệu về sự tuyệt chủng của động vật có xương sống trong vòng 114 năm qua đã đưa ra một kết luận khiến những người lạc quan nhất cũng phải cảm thấy lo lắng. Nghiên cứu này cho thấy rằng số loài động vật có xương sống biến mất trong vòng 114 năm qua sẽ cần từ 2.000 đến 10.000 năm để có thể biến mất trong điều kiện bình thường với tốc độ tuyệt chủng tự nhiên. Kết luận này hiểu nôm na thì nó có nghĩa là chúng ta đang ở trong một thời kỳ bất thường đến đáng báo động, mà nói trắng ra thì chính là một sự kiện tuyệt chủng bắt đầu cách đây hơn 11.000 năm kể từ khi mà giống loài Homo sapiens động tay động chân một cách mạnh mẽ và sâu sắc vào sinh quyển của trái đất. Kể từ khi hình thành loài, cách đây khoảng 300.000 năm, con người đã bắt đầu giết chết các giống loài khác ở một tốc độ chưa từng có tiền lệ. Một cách trực tiếp, con người săn bắt bất cứ loài nào mà chúng ta muốn, để ăn thịt, để lấy sừng, ngà hoặc để tiêu khiển. Con người tiêu thụ 350 triệu tấn thịt, 200 triệu tấn cá mỗi năm. Rất nhiều trong số đó thuộc về những loài nằm trên đỉnh các chuỗi thức ăn, biến con người về mặt sinh thái học trở thành một kẻ săn mồi siêu hạng toàn cầu. Một cuộc thi săn bắn của con người hoàn toàn có thể gây ra sự tuyệt chủng cho gần như bất kỳ loài nào nằm trong nhóm nguy cấp hoặc cực kỳ nguy cấp như hổ, voi rừng châu Phi, sao la, hà mã lùn, tinh tinh hay là cá voi xanh trong khoảng thời gian tính bằng ngày. Một cách gián tiếp, chúng ta phá hủy, thu hẹp hoặc làm ô nhiễm môi trường sống tự nhiên của vô số sinh vật thông qua việc chặt phá rừng, chuyển đổi các cảnh quan tự nhiên để phục vụ nông nghiệp và xây dựng đô thị, xả thải ra môi trường đất, nước và không khí. Con người chặt phá rừng với tốc độ khoảng 10 triệu hecta mỗi năm, đó là một mảng rừng có diện tích của một sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA biến mất sau mỗi 2,3 giây. Rác thải của con người xuất hiện từ dưới đáy đại dương, lên mặt đất, mặt nước, trong không khí và thậm chí là cả trong không gian vũ trụ. Thế giới tạo ra ít nhất 1,28 tỷ tấn nhựa và các chất thải rắn mỗi năm. Phần lớn trong số đó chui xuống lòng đất, gây ô nhiễm đất và nước. Con người thêm vào bầu khí quyển 43,1 tỷ tấn CO2 vào năm 2019, 36,3 tỷ tấn vào năm 2021 và hơn 2.000 tỷ tấn kể từ khi cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu năm 1760. Trong khi đó, lượng CO2 phát sinh từ các hoạt động núi lửa toàn cầu chỉ là dưới 1 tỷ tấn mỗi năm. Và điều gì đến cũng đã đến. Một cuộc thăm dò năm 1998 do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ thực hiện cho thấy 70% các nhà sinh vật học đã thừa nhận rằng một sự kiện tuyệt chủng gây ra bởi con người đang diễn ra. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF và báo cáo Living Planet năm 2020 của Hiệp hội Động vật học London, từ năm 1970 đến năm 2016, 68% động vật hoang dã trên thế giới đã bị tiêu diệt do các hoạt động của con người. Riêng tại Nam Mỹ, tỷ lệ này là 70%. Một nghiên cứu xuất bản năm 2018 trên kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ lại phát hiện ra rằng 83% số loài động vật có vú hoang dã, 80% thú biển, tức là động vật có vú sống dưới biển, 50% thực vật và 15% số loài cá đã tuyệt chủng kể từ sự trỗi dậy của nền văn minh nhân loại. Ngày nay, nhóm sinh vật chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sinh khối, tức là tổng khối lượng của tất cả các loài động vật có vú trên trái đất, lên tới 60% là nhóm vật nuôi, những loài động vật được con người nuôi làm thức ăn, theo sau bởi con người chiếm 36%, động vật có vú hoang dã chỉ chiếm 4%. Theo báo cáo đánh giá toàn cầu về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái năm 2019, nền văn minh nhân loại đã đẩy 1 triệu loài động thực vật đến bờ vực tuyệt chủng, với nhiều loài trong số này dự kiến sẽ biến mất trong vài thập kỷ tới.
Một nghiên cứu đăng trên website của Hiệp hội Bảo tồn Sinh học Society for Conservation Biology vào năm 2014 đã đưa ra cảnh báo rằng tốc độ tuyệt chủng trong tương lai có thể sẽ còn tăng lên gấp 10.000 lần tốc độ tuyệt chủng lên. Tóm cái váy lại thì các nhà khoa học vẫn chưa đồng thuận việc chúng ta có đang sống trong buổi bình minh của cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 trong lịch sử trái đất hay không. Tuy nhiên, có một sự thật hiển hiện bất khả chối cãi, đó là một cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học hiện đại với sự suy giảm dân số của nhiều loài là có thật, và một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt do con người gây ra trong tương lai là một nguy cơ lớn, nếu không muốn nói là rất lớn. Con người cùng một loạt các yếu tố gây căng thẳng sinh thái, bao gồm nóng lên toàn cầu, sự phân mảnh môi trường sống, ô nhiễm môi trường, săn bắt quá mức, đánh bắt thủy hải sản quá mức, sự du nhập các loài xâm lấn và bùng nổ dân số, đã và đang xóa sổ hàng triệu năm tiến hóa của nhiều loài động thực vật, cũng như tàn phá lưới thức ăn toàn cầu. Trong cuốn Tương lai của sự sống, The Future of Life, xuất bản lần đầu năm 2002, giáo sư Edward Osborne Wilson đến từ Đại học Harvard đã tính toán rằng nếu như tốc độ phá vỡ sinh quyển của con người tiếp tục như hiện nay, một nửa số dạng sống cao cấp của trái đất sẽ tuyệt chủng vào năm 2100. Hãy cùng hy vọng rằng vị giáo sư Harvard đã nhầm lẫn, bởi nếu những gì ông dự báo là đúng, con cháu của chúng ta sẽ đối mặt với sự kiện đại thành trưởng thứ 6 trong lịch sử trái đất, đồng thời sẽ là sự kiện tuyệt chủng đầu tiên được gây ra bởi một sinh vật sống trên trái đất. Một thành tích tớ đoán là không lấy gì làm tự hào. Các bạn vừa xem xong video, có phải chúng ta đang sống trong cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 được cơ cấu bởi V-Fights? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn có đồng ý với quan điểm của video này không? Nếu bạn thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm chuông để không bỏ lỡ các content cực cuốn từ V-Fights. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!